Thôi.
Sau đây là 9 động tác cơ bản của bài thể dục cùng cho lứa tuổi thanh niên, gồm 9 động tác. Động tác thứ nhất, vươn thở. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, 2 thẳng gối, kiễng gót liên tục. Đồng thời hai tay vung thẳng từ dưới lên, mở rộng. Động tác này kéo dài 2 nhịp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thực hiện động tác này 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 2, tay. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, đưa đồng thời chân trái và tay trái sang ngang. Hai chân rộng bằng vai, tay trái nằm ngang người, úp lòng bàn tay xuống đất. Tay phải gập khuỷu, kéo sát ngực. Đồng thời mở căng hai vai, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 2, hai chân phải về hai chân trụ. Đồng thời hai tay vuông góc đặt trước mặt. Nhịp 3 giống nhịp 1. Nhịp 4, thu chân phải và hai tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng thực hiện từ chân phải. Bắt đầu. 5, 6, 7. Thôi. Thực hiện động tác này 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. Ngược. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, bước chân trái chạy 45 độ lên phía trái, đồng thời trùng gối. Hai tay nắm chặt, kéo thẳng cổ tay, gập khuỷu song song trước mặt. Nhịp 2, thu chân trái và hai tay về tư thế ban đầu. Nhịp 3, bước chân trái chạy 45 độ lên phía trái, đồng thời trùng gối. Hai tay duỗi thẳng, mở căng hai tay, đồng thời kéo căng ngực. Nhịp 4, giống nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng thực hiện từ chân phải. Chuẩn bị, bắt đầu. 5, 6, 7, 8. Thực hiện động tác này 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, lườn. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, mở rộng chân, đồng thời trùng gối trái. Hai tay duỗi thẳng, đưa cao từ dưới lên. Tay phải áp sát mang tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tay trái nằm song song mặt đất. Nhịp 2, thu chân trái và hai tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, bước chân phải sang ngang, mở rộng, đồng thời trùng gối. Hai tay mở rộng đưa từ dưới lên. Tay phải áp sát mang tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tay trái sang ngang, úp lòng bàn tay xuống đất. Nhịp 4 giống nhịp 2. Thực hiện động tác này 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác chân. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, hai tay sang ngang, úp lòng bàn tay xuống đất, đồng thời co cối phải. Tay trái đặt vuông góc trước mặt. Nhịp 2, hạ chân phải, mũi chạm, bàn chân chạm đất, đồng thời tay trái trở về vị trí nằm ngang. Nhịp 3, đá thẳng chân phải, tay trái duỗi chạm mũi bàn chân. 3. Nhịp 4, hạ chân phải và tay về tư thế ban đầu. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng thực hiện từ chân trái. Chuẩn bị, bắt đầu. 5, 6, 7, 8. Thực hiện động tác này 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 6. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay duỗi thẳng, đưa lên cao, mở rộng. Mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, thu chân phải về hai chân trụ, đồng thời hai tay đặt song song trước mặt. Nhịp 3, chân trái sang ngang, hai chân mở rộng bằng vai, tay trái thẳng, đồng thời tay phải gập khuỷu, vặn người sang bên trái. Nhịp 4, thu chân phải và hai tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng thực hiện từ chân phải. Chuẩn bị, bắt đầu. 5, 6, 7, 8.
Thực hiện động tác này 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7, toàn thân. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Một chân trái bước xuống, mở rộng bàn chân. Các bạn lưu ý ở động tác này, nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thực hiện nhún chân từng gối và đẩy liên tục. Bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp 1, gối thả trùng. Đồng thời tay trái sống hông, tay phải lên cao. Thắt lòng bàn tay ra ngoài. Nhịp 2, tay trái lên cao, đổi gối trái trùng. Nhịp 3, hạ từ từ tay phải xuống, lòng bàn tay hướng lên trên, gối phải trùng. Nhịp 4, thay đổi gối trái trùng, tay trái nằm ngang. Nhịp 5, tay phải đặt lên vai trái, gối phải trùng. Nhịp 6, tay trái đặt lên vai phải, gối trái trùng. Nhịp 7, thất gót phải, đồng thời mắt nhìn theo chân. Nhịp 8, thất gót trái, mắt nhìn theo chân. Thực hiện động tác này 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8, thả lỏng các cơ. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, 2, 3, 4. Đưa từ từ tay trái lên cao. Mắt nhìn theo tay. Đồng thời kết hợp hít thở thật sâu. Nhịp 5, 6, 7, 8. Đưa chân trái sang ngang mở rộng. Đồng thời trùng gối. Đưa tay theo chân. 5, 6, 7, 8. Nhịp 2, 2, 3, 4. Đưa từ từ tay phải từ dưới lên. Đồng thời mắt nhìn theo tay. Hít thở, hít sâu. Nhịp 5, 6, 7, 8. Bước chân phải sang ngang mở rộng. Đồng thời trùng gối phải. Đưa tay phải theo chân. 5, 6, 7, 8. Thực hiện động tác này 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9, thả lỏng toàn thân. Tư thế chuẩn bị, hai chân trụ, hai tay thẳng. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, mở rộng hai chân. Đồng thời, hai tay từ dưới đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, kết hợp hít sâu. Nhịp 5, 6, 7, 8, từ từ nghiêng người sang trái, đồng thời trùng gối phải, hạ thấp tay từ từ. Cúi xuống, hai tay chạm chân, đầu gập gối. Nhịp 2, 2, 3, 4, chân phải bước sang ngang, mở rộng hai chân. Đồng thời, hai tay từ dưới đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, kết hợp hít sâu. Nhịp 5, 6, 7, 8, từ từ xoay người sang phải, đồng thời trùng gối trái. Hai tay hạ thấp, cúi người, tay chạm mũi chân phải, đồng thời đầu chạm gối. Thực hiện động tác này 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.